Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây rồi nha anh em ơi, mình có 292 cái vé triệu hồi tinh quái anh em nhé. Ngày hôm nay ở server của mình thì ra cái luân hồi điện là bắt đầu đến cái sự kiện chiêu mộ tinh quái rồi. Cái sự kiện luân hồi điện lần này thì nó sẽ diễn ra trong vòng một tuần anh em nhé. Ui dồi, thao một xả chiêu mộ luôn nha. Xem được cái gì nào. Phát đầu tiên. Ok. Ui dồi, chưa thấy dấu hiệu của tinh quái đỏ đâu anh em ơi. Còn 60 lần nữa chắc chắn ra một tinh quái thần thoại này. Nhưng mà không biết là cam hay là đỏ đây. Ôi dồi. Ok à, hay quá. Có nãy mình vừa thấy có em sơn giã tinh cũng được đấy. Nhà đấy DPK ổn áp. Wow, đại bằng vương anh em ơi. Được. Chơi né ra đại bằng vương cũng ok đấy. Rồi, lần này khả năng cao là ra tinh quái đỏ này. Đấy. 60 lần nữa chắc chắn ra một tinh quái đỏ anh em ơi. Anh em ơi. Ui dạ. Ui dạ. Đen đấy. Bình thường thì khi chưa đạt bốc là có khi là mình cũng ra tinh quái đỏ ấy. Nhưng mà lần này, ui, lôi công mới đau. Tưởng quỷ tướng. Chán nhở. Thêm 100 lần nữa đi. Lại tiếp tục là một tinh quái truyền thuyết. Có khả năng ra. Ơ, đào ngột đến nào ra nhiều liên quan đến liên kích của kích thế. Rồi, tiếp tục đi. Ôi giời, đại minh vương. 35 lần nữa. Ê, ê. Ui, đại bằng vương này, được này. Hôm nay ra nhiều đại bằng vương, ok đấy. Cố lên. Ui, vai cái trưởng này, đại bằng vương ám à. Sống thì tín nổi anh em ạ. Wow, nâng cấp luôn nào. Được anh em ơi. Đại Minh Vương. Rồi. Bây giờ thì lên được level 2. Tăng 9,6 nhằm bạo kích cộng dồn tối đa 5 lần. Hợp lý này. Ô, liễu đào chân cũng nâng cấp được rồi. May quá. Hay quá. Thế là hồi được 18% rồi, lên level 2. Ngon. Giờ mình chỉ thích nâng cấp vào em liễu đào chân thôi. Cũng không cần gì nhiều. Wow, đại bằng vương này nhiều này. Lên level 2 là cộng bao nhiêu phần trăm né đây? 6% né. Vãi. Ít vậy. Rồi em này, sói hỗn độn. Úi dồi ôi, chưa lên level 10. À, bảo khí các chủ. Ui, level 9 rồi này. Chuẩn bị lên level 10 là đột phá được ở đây skill level 3 này. Đây. 28% công của dân. Ui, được cái chứ. Nữ đế. Ồ, ngon. Bá vương. Ui, cũng được luôn này. Rồi 1, 2, 3 luôn. Ui vãi. Em ở nơi nhiều ấy nhở. Ui, em là nhiều đấy. Level 15 luôn này. Skill level 4 này. Hiệp 1 nhận 11,5% công này. Căng nhở. Sơn giã tinh rồi. Ui, tiếc thế. Bây giờ nâng lên level 15 gọi khủng. Nhở. Level 15 để mình xem hồi bao nhiêu phần trăm máu nè. Level 15 là 32% máu. Căng. Ôi em này nhiều chưa. Căng đét. Úi dồi 226 mảnh. Úi giời. Ok. Ok đấy. Úi level 20 này vậy. Hiệp 1 được nhận 13,1% choáng. Thế là mình không chơi choáng nhờ. Tiếp tục. Úi giời. Lôi công mà mình lại chưa có hôm nay à. Ảo thật đấy. Nó cứ tưởng có lôi công rồi chứ nhở. Ngoài hôm nay được có mấy em mình chưa có luôn này. Hà bá chưa có luôn này. Cái khả năng cao là sẽ ghép được mấy cái duyên mới. Ở đấy. Chuẩn luôn. Liên kích cộng 2% này. Tăng cấp lên HP cộng 20% này. Hút máu. Ui. Tăng liền một phát 3 cấp liền anh em ạ. Ui vãi. Cường hóa linh thú ngon. Tiếp tục tăng lên. Tiếp tục lên. Ui ôi được nhờ. Ui 1,23 ức luôn ạ. Ìa lên nhiều thế. Luân hồi điện. Đây rồi. Đây rồi. Ui nhận lại được cũng khá khá vé anh em ơi. Hôm nay chắc là mình sẽ nhận lại được cái mốc 300 vé này. Còn cái mốc 400 này thì để mấy ngày nữa. Khi mà mình tích lũy thêm được cái vé trôi tinh quái thì lúc đấy mình sẽ lại có thể là lụm luôn cái mốc đấy.
Sơn giãn tinh nhiều à? Sơn giãn tinh nhiều à? Ù chà, 65 lần nữa. Lại tiếp tục nâng cấp rồi. Đấy, lại có thêm cái cộng hưởng nữa này. Chỉ số tăng kha khá đấy. Cộng hưởng ăn gấp liền. Ui, nhưng mà à đấy, thêm cột mốc rồi. 327 rồi anh em ơi. Chỉ còn lại đâu đó là 73 cái vé nữa thôi thì đơn giản. Easy anh em. Không có vấn đề gì. Wow. Ok. Thử sức nào. Ôi rồi. Có thêm 100 đào nữa, ngon. Được. Tạm anh em ơi. Liên tục là phải đi càn. Ui. Kéo. Chuột sắp ngỏ mấy nơi. 15 cái vé này. 15 vé này. Ui rồi. Mình đang all in vào em Hình Thiên anh em ạ. Căng thẳng lắm. Bởi vì là phù tang thì sau này mình sẽ cố gắng lấy cái giải thi pháp, cái thần thông ấy, thì nó sẽ đỡ bị tốn một cái phù tang này. Mình sẽ nâng cấp cho Hình Thiên. Đấy. Hình Thiên hoặc là Thủy Quan Đại Đế. Mình đang phân vân. 11 mảnh ngẫu nhiên à? Thì dùng luôn. Wow, có Hình Thiên luôn. Ok. Ok. Tiếp tục đây nữa. Xem nâng cấp được thêm không. Có. Wow, cũng level 20 luôn. Ơ khoan. Triệu hồi tinh quái hai lần. Chiu. Chiu. Oh. Oh. Rồi. Thế là còn bao nhiêu? 337 đúng không? Chỉ còn lại là 63 cái vé nữa thôi là mình hoàn toàn có thể đạt được cái mốc cuối cùng. Có một vài vé khiêu chiến đấu pháp, mình cũng sẽ tiếp tục đi khiêu chiến nha. Shida. Ây à. Tên nghe đã thấy Shida rồi. Né. Né. Tiếp tục né. Ok. Đấy, mình đang để em Sơn Giã Tinh thay cho em Phù Tang anh em ạ. Bởi vì em này nó hồi được tận 28% máu mà em Phù Tang tinh quế đỏ, mặc dù nó được hồi sinh. Thì nó chỉ sợ nhất như em Ứng Long nào mà nó cạp một phát từ lúc mà đầy cây máu là đi luôn đấy. Đấy, tức là Ứng Long mà có cường hóa linh thú. Thế đấy là mình chịu rồi. Là cái quả đấy là thật là thôi bó tay. Còn nếu như Ứng Long mà cạp không chết được ấy, đấy, thì là ok, chơi em Sơn Giã Tinh nó hợp lý hơn. Bởi vì nó hồi tận 28% HP khi mà máu dưới 30% mà. Thì nó hồi nhiều hơn, lời hơn ấy. Thiên à, đánh thử Thiên nào. Chiu. Rồi, một bổ là khá đau nha. Đi cày điểm mà đấu pháp cái anh em ơi. Ui đấy, anh em thấy không. Wow, thốn đấy. Tầm này nhá, khi mà mình đi PK ấy, mình chơi là mình sợ nhất là gặp anh em nào mà chơi con Thanh Long này. Anh em biết tại sao không? Để lúc nào mình phân tích cho anh em quả Thanh Long thì thốn vãi. Đây ví dụ như bạn này này. Đây này có Thanh Long đấy nhá. Đây đúng bạn này này. Để mình phân tích cho bạn này chơi hay phết này. Đấy, tí nữa mà mình bị đóng băng là anh em sẽ hiểu. Nếu như mình bị đóng băng là anh em sẽ hiểu này. Một cạp. Nhưng không, bây giờ sẽ đóng băng. Đấy anh em thấy chưa? Thì em này nó đánh một phát này. Đấy, đánh phát nữa này. Đánh phát nữa đấy, tức là được đánh hai tên pet liền. Anh em biết tại sao? Bởi vì con Thanh Long á là hiệp nào nó cũng đánh, mà theo lượt thì linh thú bao giờ nó cũng đánh trước nhân vật chính. Thế là thành ra nếu như bị đóng băng một hiệp là con Thanh Long thì nó được đánh hai lần đấy anh em ạ. Cộng thêm một tên của nhân vật chính nữa thì nó lời bao nhiêu ấy. Ảo thật ấy. Mình đây là mình chơi em Ứng Long nên thành ra là nó bị lỗ hơn bao nhiêu. Meta bây giờ thì một là Ứng Long, hai là Thanh Long và ba thì là ông già nhé. Mình vẫn thấy ba đấy là meta nhất. Nên là nếu như anh em mà lựa chọn linh thú, lựa chọn pet ấy, thì cứ ba đấy mà chơi đã. Rồi bây giờ để mình xem cho nào. Ăn được bạn xoáy xám này hay không đây. Né được. Né được ngay. Ấy à. Ui đau rồi. Lúc nãy mình vừa thấy bạn ấy nổ bạo kích thì phải đấy. Mà bạo kích là hơi thốn này đấy. Mình đang kiếm cái thần thông giải thi pháp này nữa là hợp lý luôn này. Kết hợp với cả âm sơn giã tinh này là đẹp. Thôi. Cái quả vừa đấy nếu như có phù tang thì lại không thua. Nói chung là đi đánh PK thì có nhiều người thì cũng không thể nào mà anh em có thể là win hết được. Tại vì mỗi người lại build một cách khác nhau. Nên là không có gì là phải vâng vâng quá anh em nha. Rồi đánh nốt bạn này xem nào. Chiu cạp này. À anh em thấy không? Lúc vừa rồi là em pet để đánh phát là mình có âm sơn giáp tinh này hồi được cả cục máu có tướng. Hợp lý luôn.
Ok, ngày hôm nay đơn giản chỉ vậy thôi. Những cái tài nguyên như thế này thì anh em nên tích lũy lại, chờ cái luân hồi điện ra rồi thì anh em xả thì nó sẽ lời hơn một chút, cũng không phải một chút đâu, bởi vì là những cái mảnh này nó rất là ngon, bởi vì là thần thoại tùy chọn chứ không phải là ngẫu nhiên. Thì anh em có thể build đúng theo cái môn phái mà mình đang chơi nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo anh em nhá.